Hiện nay, trường mầm non Yên Hòa, huyện Yên Mỹ đang có nhiều phòng học bị xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của giáo viên và học sinh, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học. Trường mầm non của xã Yên Hòa hiện có trên 10 lớp học, đều được xây dựng trên 40 năm nay. Đặt ở 5 điểm thôn là thôn Thung Linh, Đông Hòa, Khóa Nhu 2 và thôn Thái Thịnh, với trên 300 cháu đang học tại trường. Theo quan sát, một số cánh cửa của trường đã bị hư hỏng, sập xệ do mối đục khoét. Các mái đỡ cũng có dấu hiệu bị xuống cấp, ọp ẹp theo thời gian. Phòng học và phòng chức năng nhiều vết nứt quá to, các giáo viên tại đây phải dán báo để che đi nhằm tránh phụ huynh và các cháu nhỏ lo lắng. Hàng năm, trường đã cố gắng tự khắc phục, sửa chữa nhưng chỉ mang tính chất tạm thời. Xã cũng có quy hoạch đất và cũng có kế hoạch là xây dựng trường tập trung. Thế nhưng mà đến giờ phút này thì kinh phí chưa có nên là cũng chưa thể xây dựng được. Và hàng năm thì chúng tôi cũng sửa chữa, nâng cấp các cái điểm trường lẻ để đảm bảo an toàn cho các cháu trước khi bước vào năm học. Nhưng mà vì kinh phí cho nên là mỗi năm chỉ sửa chữa được một điểm. Đầu năm 2018, Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa đã xin kinh phí từ huyện và xây mới được một điểm trường mầm non là thôn Thung Linh với số tiền 2,5 tỷ đồng. Hiện 4 điểm trường còn lại vẫn đang phải học ở các lớp học đã xuống cấp, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học mà còn có nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng của các cháu nhỏ.